Mai tới ngày thăm dì Đông, bà tính sao? Tới ngày đi, tính gì mà tính. Vậy mai bà dọn hàng nấu cơm cho mấy đứa nhỏ rồi tôi qua tôi chở bà đi ha. Tưởng có mối khác, mập thịt mướt da hơn chứ. Bà không biết là tôi ngán mở hay sao vậy? Sao? Gì? Nó nghe nè. Quẩy lưng vậy sao tôi nói? Sao? Bộ có chuyện gì hả? Sao tôi thấy né né tôi vậy? Né đâu né. Mà nhậu nữa nha. Có chuyện nè. Nói cho tôi nghe đi sao. Đâu có chuyện gì đâu. Mấy bữa nay hai có thấy bà Tư của tôi bà đi chợ không? Có. Thỉnh thoảng. Rồi hai có nói chuyện gì với bà không? Biết chuyện gì đâu nói. Với lại bà gặp tôi, bà né y chang như là tôi bị bệnh cùi vậy đó. Ủa, bà không có nhắn nhủ gì với hai hết hả? Vậy là có chuyện nè. Đúng không? Chuyện gì? Đừng có giấu tôi. Nói thiệt đi. Vậy là cái chuyện mà bữa giờ người ta nói với tôi là có thiệt rồi nè, đúng không? Ủa, chuyện gì? Thì chuyện Năm Thọ đó. Nó mê mấy người đó. Rồi nó nói với chị Tư mấy người á là dẹp tôi qua một bên đặng nó sát vô. Nếu không á, bà ra chợ bà quậy tôi đúng không? Không có. Tôi là tôi không có muốn hả hai bị người ta quấy rối, nên tôi phải né vậy á để hai khỏi phải mang họa. Cảm ơn. Tôi không có cần đâu. Mấy người về nói với chị Tư mấy người á là khỏi. Tôi nghèo lắm, tôi không có mơ mộng gì đâu. Năm Thọ nó mê ông thiệt á, ông sáp vô nó đi, nó giàu nữa, vậy á ông xuống cái thân. Tôi nói thiệt nha, tôi không có nghĩ ngợi gì hết á. Tôi còn mừng cho ông nữa đó, tôi còn vỗ tay cho ông nữa đó. Trời ơi, hai ơi là hai, tới hai mà cũng nghĩ như vậy á thì chắc tôi chết quá. Trời ơi, khổ quá. Khổ gì? Sướng chứ sao khổ. Về nói với chị Tư ông á, khỏi, khỏi cần bận tâm tới tôi, khỏi dẹp. Tôi chỉ cần yên ổn thôi, yên ổn để ra chợ bán mỗi ngày, kiếm tiền về nuôi con tôi, vậy là đủ rồi. Hai, đừng có đụng với tôi. Hai đừng có nói vậy mà. Tôi chỉ cần hai hiểu cho tấm lòng thiệt tình của tôi là được rồi. Còn tôi nói thiệt á, tôi không có ham ba cái của cải vật chất tiền bạc gì của người ta đâu. Tôi chỉ cần người nào đó làm cho cuộc sống của tôi vui vui là tôi được rồi đó. Tôi không phải hề, tôi không có biết Tiêu Lâm, đâu có làm cho vui được. Tôi đâu cần hai làm hề đâu. Tôi chỉ cần mỗi ngày mà hai cứ píp 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 là tôi cũng thấy vui. Ngu nhiên. Già rồi nói chuyện mắc dịch không à. Tao nghe được tao cười chó. Thôi ha, về ha. Chị mai qua chở đi thăm gì đâu ha.
Sao má không cho Bi đi thăm dì Đông, toàn cho anh Hai đi không à? Con trai gì đâu mà cái mặt bí xị vậy? Má với anh Hai đi con phải nhận coi nhà chứ. Không có ai coi nhà là ăn trộm nó vô nó vét hết nhà mình luôn á. Nhà mình có gì đâu. Có chứ sao không có con. Với lại á, má với anh Hai đi á thì anh Hai anh còn biết chuyện này chuyện kia. Không, con đi con đâu có biết nói chuyện gì đâu. Trộn rộn chân tay má thêm nữa. Má công má phải lo cho con nữa. Thôi, vậy đi, có gì lần sau má dẫn đi nghe. Dạ. Ai? Trời ơi, mùa này không còn trái xoài nào đâu, khỏi kiếm. Giờ tính mua gì cho dì Đông đây? Thôi khỏi đi, để lần sau. Nè, tôi mua bá này nè. Hồi đó con Đông nó mê bá này lắm nha. Nó thích làm điệu. Trời ơi, ba cái đồ rẻ tiền này, dì Đông bả sức vô bị dị ứng rồi là mệt đó bà ơi. Ông này, ông biết Đông nó làm sao mà. Mình cứ mua thử đi, nó thích á thì lúc đó mình mua đồ xịn. Trời, tiền đâu mua đồ xịn. Ê, khi dễ tôi nha. Xin lỗi ông mà, tiền mà mua cho tôi là tôi không có, chứ mua cho em tôi á, nhiều tôi cũng mua cũng sắm nổi hết à nghe. Dì Đông thiệt là có phước. Có người chị nuôi như bà, sống mà có tình có nghĩa, còn hơn bà chị ruột của tôi. Hai nè, chuyện mà mấy ngày nay người ta nói á, Hai đừng có quan tâm tới nha, cứ mặc kệ đi. Tôi chỉ nghĩ tới có mình Hai thôi đó. Gì vậy? Gì dưới chân, gì ở gió vậy? Tự nhiên thấy nó nhức nhức. Chắc hôm qua lúc mà mình đứng mình rình á, đạp trúng gai hay gì á. Đâu tôi coi coi. Nhìn hoài không thấy. Không thấy đường không đó ông? Chết rồi Hai ơi. Gì vậy? Đạp trúng mình hay sao nè? Rửa chân chưa thú quắc hà? Trời leo. Mệt quá. Mệt cái đầu ông á chứ mệt á. Nói chuyện kỳ cục quá. Tại nhỏ lớn tôi cực khổ quá. Đi chân đất, đi riết riết thì nó chai, nó thâm rồi nó sần vậy chứ. Mệt đâu mệt. Xin lỗi ông nghe. Coi vậy chứ thơm không có thua gì gót sen người ta đâu ạ. À. Trời. Quảng cáo lố quá, coi chừng bị phạt à. Ờ, lố mà có người chịu mới ngồi đó nghe chứ không nãy giờ chạy tám làng rồi. Ê hey, Hai ơi. Gì vậy? Tôi thấy như nó có vết bầm nè Hai ơi. Lấy dầu sức vô đi. Gì? Thôi, bầm đâu bầm cái bụng rồi người ta. Ê hey, Hai. Hai á, gót chân Hai mà có cái mục rùi vậy á, khổ lắm á, cả đời bôn ba đó. Gì vậy? Tự nhiên chuyển nghề thầy bói ngang hông vậy? Thì tôi nghe người ta nói vậy đó. Thảo leo. Ủa thằng Lâm đâu rồi? Ừ, hôm nay tôi đi có một mình ên tôi à. Nó nói là nó đi ra ngoài công trình với ông chủ lớn, nó không có dám nghỉ. Ủa là sao? Nó đang học mà. Nó được người ta nhận đi làm thêm. Ủa cái chuyện học hành của nó làm sao? Trời ơi, nó lớn rồi nó biết sắp xếp cái chuyện học hành của nó. Tôi với ông có biết gì bá chuyện học với hành đâu mà ló à. Trời đất ơi, chuyện vậy mà không nói cho tôi biết nữa. Nhưng mà tôi nói trước á, đi mà không có con nít là dì Đông dì buồn lắm á. Bi ơi. Dạ. Lấy cái nón luôn con. Dạ má. Má cho con đi thăm dì Đông luôn. Ở nhà mình buồn. Nè, xách cái vỏ. Má. Ừ, ngồi lên xe đợi má đi. Má khóa cửa cái. Tôi ngồi sao luôn hay ngồi bển vậy ông? Ngồi sao đi. Bi đỡ má con lên con. Rồi, rồi được rồi con. Sướng nha. Rồi, xong.
Nè. Gì vậy? Cầm về ăn đi. Chi nó bắt ế, nó nhờ ăn giùm nó. Nhiêu vậy? Nhiêu nhỉnh gì? Ông đem về nhà mà ăn. Nghe lời tôi, đừng có ngủ ngoài đường ngoài xá nữa. Tôi cũng đang kiếm cái nhà trọ nào thuê ở đỡ nè. Chứ tôi không muốn ở chung với má con bà nữa. Thiệt. Ông nói vậy nghe sao được. Nhà ông có hai chị em à. Ông ra ông ở riêng vậy á, bà buồn lắm á. Ôi, tôi cũng phải kiếm cớ dọn đi thôi bà ơi. Tôi là đàn ông, má con bà đàn bà con gái. Nhiều khi muốn ở không không được. Ở không đó tới giờ, chứ gì mà không được. Ông còn muốn gì nữa? Ý của tôi nói là ở có mình ên đó. Là không có vướng bận quần áo gì hết trơn á, bà hiểu không? Đó. Móc khùng của ông nổi lên rồi đó. Khùng gì mà khùng. Trời ơi, tháng này nó nóng chảy mỡ luôn bà không thấy hả? Trời ơi, muốn vậy cho nó mát. Thì gớm ông ơi. Thấy cũng có được gì hết á. Với lại tôi á, không có cái suy nghĩ điên khùng đen tối như ông. Nghĩ làm sao? Đã vậy á, giờ còn đòi mướn nhà ở riêng. Lỡ ha, ai á mà ghé thăm ông, nhìn thấy á, tao nói vừa đuôi, vừa xui luôn á. Trời ơi. Trời ơi, hai ơi hai. Nó giỡn thôi mà hai làm gì á. Rồi có thấy gì không? Không thấy gì hết. Giờ tôi chỉ thấy là ông ở một mình. Tôi không có yên tâm. Bệnh hoạn sao? Già rồi. Già đâu mà già. Trai tân vẫn là trẻ. Quảng cáo hơi bị lố á. Ông Sáu. Hả? Tôi năn nỉ ông đó. Ông nghe lời tôi đi. Coi mình vậy không có chủ quan được đâu. Trái gió trở trời một chút á, là nó riêm chỗ này, nó nhức chỗ kia hà. Ông mạng vậy á, đuổi ông chết bất đắc kỳ tử thì sao? Thôi bà, nói chuyện gì thấy ghê à. Mà từ trước tới giờ tôi ở mình tôi cũng quen rồi. Ờ nữa, mấy bữa nay bà Rình bà có thấy gì chưa? Chưa. Mấy bữa nay bà Rình đó bà thấy gì không? Mấy hôm nay tôi rình suốt à. Mà hình như vợ chồng nhà đó đó đi đâu hả? Không có ở nhà. Tôi thấy trong nhà chỉ có thằng con trai với lại cái nhỏ Thà đó, nhỏ giúp việc nhà đó. Nhà có mấy người vậy đó ông? Ở chi cái nhà bự chản vậy ha? Chắc định chết rồi chôn luôn ở chổng hay sao á. Trời đất ơi, gì thấy ớn gì. Mà thôi hai ơi, đừng đi rình nữa, thấy nguy hiểm quá. Tôi thấy cái chuyện nó đâu có dính dáng gì tới mình đâu. Dính với sao không dính? Ông biết gì đâu nói. Dính sao? Ờ, thì tôi chưa thấy. Khi nào mà tôi thấy rồi, tôi thấy tận mắt, lúc đó tôi nói ông nghe. Ôi thôi được rồi. Khi nào bà thấy bà muốn kể, khi nào bà kể, bà muốn kể gì bà không kể, bà kể bà. Sao tôi thấy nó rối sao á. Rối thôi đừng hỏi nữa. Thôi tôi không hỏi nữa. Ờ, nghe thằng Bi nó nói là cái bóng đèn chứ sao nó bị hư hả, sửa chưa? Ông nghĩ sao tôi sửa? Nhà có mình ên tôi với thằng Lâm mà lúc này Lâm nó bận lắm, vừa đi học vừa đi làm. À, được rồi, để tôi chạy ra tôi mua cái bóng đèn khác. Ba cái chuyện xử lý bóng gió này đó là nghề thứ hai của tôi đó. Gì vậy? Mà làm cái gì vậy? Bớ hai. Trời đất ơi. Hai, gì vậy? Ông Sáu. Sao? Ông đừng có nói với tôi là ông đã hệ nha. Rồi cái vụ bóng đó là ông sẽ luôn hả? Trời đất ơi. Ôi, gì vậy ông Sáu? Tôi nói lộn. Ý là tôi nói là tôi xử lý mấy cái bóng đèn đó. Đó là nghề thứ hai của tôi đó bà. Dạ rồi. Ăn nói cái gì cho nó rõ ràng cái đó. Thiên hạ mà nghe được đi đồn ha. Lúc đó còn ngồi cười không là biết liền à. Ờ à, được rồi. Bây giờ tôi chạy ra tôi mua bóng. À không, bóng đèn. Được chưa? Bà đi thiệt tình. Không ấy, kỳ này nè,
mình lên trên đó đó, mình đăng ký đi, rồi tìm cha má cho con Đông nè, rồi sẵn tìm luôn cho con Bi. Ừ. Trời ơi, tội nghiệp tụi tôi toàn là những mảnh đời mà lạc trôi không à. Trời ơi, cái gì vậy? Trời đất ơi, bộ bà cũng lén lén mà nghe nhạc trẻ này hay sao vậy? Bà cũng là fan của cái thằng bé Bi đó vậy hả? Nhưng mà tôi nói cho bà biết nha, người ta đó, người ta đặt cái ca từ như vậy á là để cho nghe nó có vẻ nghệ thuật thôi, chứ bà ra đời bà nói cái từ đó hả, người ta tưởng nó bà trên trời rơi xuống á, cứ nôm na giống như là mấy cái người mà đó là dân trôi sông lạc chợ, mất cha mất mẹ thì mới đúng giọng điệu của người đời vậy. Cái ông này kỳ ghê chưa. Ủa, lâu lâu á tôi cũng phải thả cái giọng của mình phiêu phiêu một chút chứ, không lẽ lúc nào cũng trầm luân khổ ải hoài. Tôi á, tôi cũng có quyền nha, để cho cái giọng của tôi á nó lạc một chút, để cho cảm thấy cái cuộc đời này nó không có vô vị và nhàm chán, không biết không? Ờ, đúng rồi, bà lãng mạn còn tôi lãng nhách, được chưa? Thôi được rồi, để tối tôi về tôi coi, tôi tìm coi cái cách nào mà để đăng ký cái chương trình mà đi tìm cái người trôi sông lạc vậy. À không, lạc trôi gì đó. Ê, nhưng mà tôi với bà âm thầm thôi, đừng có nói cho cô Đồng biết. Muốn sao để... vậy? Để mình khi tìm được á, mình sẽ tạo bất ngờ cho cổ. Còn nếu không tìm được á thì... Xui xẻo, chưa tìm mà nói chuyện xui xẻo không à. Rồi, không nói nữa. Ê, mà nè. Sao? Mai mốt mà lấy tôi về rồi á, thì nhớ chăm sóc á, tôi á, giống như là chăm sóc tất cả mọi người á nha. Chứ mà chăm sóc tôi mà không được như mọi người á, tôi không có chịu đâu á. Công nhận, ông già mà còn nhõng nhẽo, ích kỷ quá. Mệt quá. Ý ông muốn nói là tôi dồn hết tâm sức tình cảm lo cho ông chứ gì, không có lo chuyện bao đồng nữa đúng không? Công nhận hiểu ý chồng ghê ha. Ông bắt tôi hiểu ý ông á thì ông cũng phải hiểu tôi ha. Cái tính tôi á từ thời cha sanh mẹ đẻ nó vậy rồi, giờ ông bắt tôi á khác đi tôi làm không có được. Thiệt tình tôi thấy người ta khổ mà tôi không có lo, tôi làm không có được ông Sáu. À, còn ông muốn sung sướng ông tìm cái bà nào đó không có cái tính bao đồng giống tôi. À, lo cho mình bả với mình ông thôi, vậy để ông sung sướng được không? Nói bậy bạ không à. Tôi á, tôi thương bà là vì tính nết của bà như vậy. À, nói gì ghen tuông chút thôi. Tôi sợ sau này bà trải lòng ra hết cho mọi người rồi bỏ bê cha già này, khổ thân tôi chứ. Ông Sáu, lo cho người ta là tấm lòng khác, còn lo cho chồng cho con á là cái tình cảm nó khác. Hai cái chuyện đó nó không có lẫn lộn với nhau được. Trời đất ơi, tôi ế mấy chục năm trời rồi, giờ tôi có một mình ông mà dồn hết tình cảm á, tôi lo cho một mình chồng tôi thôi à. Được không ba sắp nhỏ? Lâu lâu nghe câu dễ thương ghê. Trời ơi, cỡ tôi với bà giờ sáp lại, kiếm thằng không biết có chưa, nghĩ đâu ra nguyên một sắp nhỏ, nghe thấy sợ quá. Thôi kệ, đành lòng vậy đi. Cỡ như vậy nè, tưởng ế nhẹ rồi chứ, mà còn kiếm được thằng nhỏ như vậy, coi như là cũng giải ăn ủi rồi ha. Trời ơi, bà nghĩ sao ăn ủi? Trời ơi, cỡ này bà kiếm được cỡ đứa như tôi là bà trúng số độc đắc rồi chứ. Ở rồi ăn ủi. Ờ, đúng rồi đó. Ờ. Chê bà lại ha. Ừ, không có bà hai, buồn thiệt. Mà, em nói nghe nè, không mấy chiều nay á, tôi với bà đi qua thăm bả đi coi sao. Không biết bây giờ bà đỡ nhiều chưa nữa. Bà hai á, bả thì bị vậy. Mà sao tôi thấy ông Sáu ông tỉnh bơ rồi bà. Ông còn chở con mẹ Năm đi đâu nữa đó. Tôi nói thiệt hả? Bà đó bà kiếm chuyện để được đi ổng thôi. Chứ bà nghĩ đi, bà giàu có như vậy, xe SH có nhà, bà thừa sức chạy một mình. Chứ hơi đâu mà bỏ đi bà ghét cô ông Sáu, để cho hạ giá mình xuống, đúng không? Ờ. Nè, mà bà giàu vậy á, mà bà kiếm ông bà gác bà đòi làm chồng á, là cũng biết cái giá trị thiệt của bà là sao rồi đó nha. Tôi nói thiệt bà nghe, tuy là ông Sáu ông chạy xe ba gác chạy xe ôm, nhưng mà cái giá trị con người của ông Sáu còn hơn mà Năm nhiều. Ông Sáu thấy vậy mà ông hiền, ông tốt bụng, chứ ai như con mẹ Năm khó ưa, ý mình giàu có chảnh chọe hống hách. Nè, sao vụ này hả, bả mà thua bà hai không có được ông Sáu, bà tức cho bà coi, đúng không? Thì tôi bữa nay tôi cũng nhắn ổng ra chở hàng cho tôi nè. Ủa vậy hả? Ừ. Kìa, tới rồi kìa. Nhắc linh quá. Ừ. Bán đắt không? Chuẩn bị về chưa? Thì tôi cũng ráng thêm chút xíu nữa. Ông chờ chút xíu đi. Ừ, để tôi phụ dọn với bà.
ông Sáu, ông Sáu, bà Hai bà sao, bà khỏe chưa? Chừng nào bà mới ra bán lại vậy? Ôi sao trăng gì bà ơi, lâu lâu cũng phải cho bà nghỉ xả hơi chứ cực hoài. Bà đỡ chưa? Bà có bị nặng lắm không? Ủa bà nói gì? Gì nặng? Trời đất ơi, chứ ông không biết gì hết trơn hả? Không biết thiệt hả? Ủa, hai bà đang nói vụ gì vậy? Trời ơi, mới hôm bữa nè, bà Tư chịu ông á, giết bà Năm. Trời ơi, ra đây hả? Quýnh hai quá trời, quýnh mầm dập á luôn á. Ai đánh ai? Thì bà chị của ông á với bà Năm Hội ra đây kiếm chuyện quýnh bà Hai. Bữa hổm mà tôi không can ra, không chừng có án mạng luôn rồi đó. Trời ơi, tôi có biết gì đâu. Tôi chỉ biết là bà kêu thằng Lâm qua nói với tôi á, là cô Đông về nhà, cho nên bà muốn ở nhà để mà chị em tâm sự với nhau á. Bà kêu tôi là đừng có quấy rầy bà, khi nào mà chở hàng thì bà kêu. Chứ tôi có biết cái chuyện mà đánh lộn đánh lạo gì đâu. Chiều nay về á, ông coi tranh thủ đi qua thăm bà coi sao. Chắc là bị nặng lắm á, cho nên là bà mới giấu ông á. Trời đất ơi, chết tôi rồi, tôi tưởng là được nghỉ mấy ngày thảnh thơi về thăm mộ cha mẹ tôi, ai về xảy ra chuyện lớn vậy. Thôi thôi thôi, thôi bà tự dọn luôn đi. Trời đất ơi. Ủa Sáu, bộ Sáu không biết gì Hai dọn nhà rồi hả? Làm gì ngồi đó ngóng hoài vậy? Ê, tao đâu có khùng, tao biết bà dọn nhà đi mà. À vậy là Sáu định mướn lại nhà này hả? Trời ơi, mướn tao kiếm hơi bả hay chi vậy? Tao là đang chờ ba mày về nè. Trời ơi, tìm ổng mà như là tìm khó hơn tìm tổng thống nữa đó. Mày có biết ba mẹ đâu không? Không, con sao biết được. Dạo này hả, ba con đi đâu không có nói cho con biết. Về con có tra khảo cũng không kể luôn. Ê, thử thật. Mày có nghĩ là có khi nào ổng biết chỗ ở của bà Hai bây giờ không? Con cũng nghi như vậy luôn. Hả? Con nghi giống như là Sáu luôn á. Nhưng mẹ hả, không bao giờ nói cho con biết, con hỏi không trả lời. Nhưng mà có cái điều này ghê gớm lắm nè. Ngày nào về không có chuyện gì vui cũng ngồi tủm tỉm cười hết. Ghê không? Con không biết là có chuyện vui mà giấu con hay là đi đường bị té nữa. Lẽ ba mày bị khùng. Trả về kìa. Điều tra nha, điều tra nha. Ba! Ba! Tiếp anh em cục chèo nè. À. Vô à. Đi đâu vậy? Ủa, tìm tôi hả sao? Ha, dạo này khỏe không? Rồi chạy xe có đắt hàng không vậy? Cũng lai rai thôi. Kiếm ông muốn lòi con mắt à. À. Hả? Có phải là ông đi... mới đi qua thăm người bạn. Mấy chục năm rồi con thấy ba có người bạn nào đâu. Sao bữa nay có? Đó đó, bạn nào? Thì hồi trước không có, bây giờ có không được hả mày? Vô duyên con nhỏ này. Vô nhà chơi. Đi, đi vô đây chơi. Uống miếng nước nha. Tìm tôi có chuyện gì không? Có việc quan trọng lắm mới tìm ông nè. Gì hả? Đây nè, ông coi đi, ông coi cái tin này đi. Ông coi có phải là bà Hai không? Hả, tôi nhớ hả, có lần mà ai mà kêu tên mía một cái hả, là bà hốt hoảng, bà giật mình, bà nói liệu á, giống như là bà ngờ ngợ, giống như cái tên hồi nhỏ của mình vậy đó. Còn nữa nghe, ở dưới gót chân của bà đó có một cái nốt ruồi y chang như cái tin này đăng vậy đó. Ông nghĩ đi, làm sao mà có tới hai sự trùng hợp như vậy được? Nhưng mà hai sự trùng hợp của ông á chưa chắc là chính xác đâu nha. Ít ra ông phải nắm được một cái đặc điểm nhận dạng, chẳng hạn như là cái lỗ rúng của bà nó lồi hay nó lõm. Thôi, cha nội, trời đất ơi, cái đó ông già tía của bà còn chưa biết là làm sao tôi biết được. Thôi, ông đừng có nói xàm nữa. Bây giờ nè, ông ráng giúp tôi đi ha. Lỡ như là đúng là bà đi, trời ơi, cha con bà được trùng phùng là vui biết mấy. Đó, tôi cũng đã gọi điện tới ông cái người đó rồi, mà cái ông già đó ông xác nhận là đúng là đang tìm con gái. Vậy là ông nhắn tin ông hỏi người ta rồi. Ừ. Rồi ông thấy đặc điểm nhận dạng của hai người có giống là hai cha con không? Sao tôi biết, tôi mới gọi điện thôi mà. Trời ơi đứa ơi. Nhưng mà người ta đã xác nhận, người ta đăng cái tin đó. Trời ơi, xác định đăng đúng cái tin đó thôi. Ừ. Chứ phải ông gặp đâu phải không? Thì đúng rồi, thì người ta cũng chưa có chắc là đúng là họ là có là cha con hay không. Ừ. Thì bây giờ tôi muốn là bây giờ ông chỉ chỗ của bà Hai, rồi tôi dắt bà Hai tới chỗ đó. Ông làm ơn giúp tôi đi. Tôi hả? Ừ. Không được đâu, kẹt rồi. Vậy ông kẹt gì ông nói, tôi giúp cho. Nói đi. Trời ơi, kẹt cho tôi đây nè. Vậy? Bà Hai bà dặn tôi là nhất khoát không được cho bất cứ một cái người nào biết cái chỗ ở mới của bà. Nhưng tôi đùng đùng tôi dẫn ông tới,
Bà mà biết được tôi dẫn ông tới, trời ơi, bà cạo trọc đầu tôi luôn á. Không lẽ bà coi ông hơn tôi ta? Tôi không biết bà coi ông sao, nhưng mà tôi là vậy đó. Ôi, tôi không biết ông sao, nhưng mà tôi đẹp trai hơn ông rồi đó. Ôi, đẹp trai mà giờ này chưa có vợ, không biết bông hay trái đây. Nè nè nè, ông đừng có giỡn với tôi nha, ông có giỏi không? Giờ tôi với ông đem ra đỏ nè. Dám. Tự nhiên mình đi đỏ nha cho bà con thiên hạ người ta thấy hả? Chừng nào mà chị hai chị xác nhận á thì tôi mới tin. Mà thôi đi, nó giỡn chơi với ông chút xíu mặt buồn so vậy. Tôi lúc nào cũng ủng hộ ông với chị hai mà. Tự nhiên ghen tôi với tôi làm chi vậy trời? Vợ ông ủng hộ tôi được cái gì? Bà bây giờ bà đang giận tôi dữ lắm. Cũng tại tôi mà bà tan nát. Tôi vô tâm quá. Thôi đừng có buồn nữa. Thật ra tôi biết cái chuyện đó, nhưng mà tôi nghĩ chị hai chứ không giận ông chuyện đó đâu. Bây giờ sao ta? À, tôi có cách vậy nè. Ông coi có được không nha. Sao? Vậy đi. Đi. Không có nói gì nữa. Ờ hai, thôi đừng nói chuyện đó nữa. Ngày mai á cho em ra chợ em phụ hai bán nha. Thôi đi em ơi, em ở nhà lo mấy cái chuyện này là hai cũng đã thấy quá rồi. Nhà cửa này rồi còn Bi nữa. Đây là bộ định ra chợ bán rồi hai ở nhà hay lo cho Bi với nhà cửa phải không? Trời ai? Ơi chị hai tôi đã. Ai mướn vậy? Tôi dặn ông sao? Chị hai. Ai mướn ông chỉ đường dẫn lối vậy? Thôi đừng có nói gì nữa, mấy người về hết đi, tôi không có cần ai nữa hết á. Hai ơi. Thôi, tôi về đi, về. Thôi, ông đi về trước đi, tôi sơ ông về sau. Ê, Hai ơi, Hai. Sao? Làm gì ngồi gần tôi dữ vậy? Hai xanh quá. Có sao không? Rau xanh chứ tôi đâu có xanh. Ban ngày ban mặt làm gì có trăng chứ sao? Sao đi không nói cho tôi biết? Tôi dọn đi là vì con Đông. Ủa? Nó biết tôi rình rập nó, rồi nó chuyển nhà đi. Nó vẫn tiếp tục rình rập con Đông. Tôi không biết là nó làm gì con Đông. Tôi sợ con Đông gặp nguy hiểm, tôi mới chuyển đi đó. Vậy sao? Ừ. Thôi được rồi, để tôi mò tung tích coi cái thằng đó nó dọn nhà đi đâu. Nhưng mà còn Hai nữa, sau này Hai làm gì Hai cũng phải nói cho tôi biết một tiếng. Chứ Hai mà cứ làm như vậy á, có ngày á thì có tôi đau tim tôi chết luôn á. Tôi biết rồi mẹ. Giờ sau này cứ vậy luôn đi, tôi không có rời Hai được đâu. Dạ rồi. Gãy đi.